Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban tổ chức Thành quỹ Cần Thơ năm 2023 diễn ra vào sáng nay với sự tham dự của đồng chí Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ, các quỹ viên Ban thường vụ Thành quỹ, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng và văn phòng Thành quỹ. Năm 2023, tập thể lãnh đạo ban tổ chức thành quỹ luôn đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của trung ương thành quỹ về công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng phát triển đảng viên việc tham mưu bố trí luân chuyển bổ nhiệm giới thiệu ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn quy trình quy định của đảng triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp trong quy hoạch và theo tiêu chuẩn chức danh Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo ban tổ chức thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế như quản lý điều hành một số nhiệm vụ chất lượng chưa cao, xây dựng triển khai mô hình mới hiệu quả chưa nhiều, từ đó đề ra phương hướng khắc phục. Đánh giá cao kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành quỹ Phạm Văn Hiểu lưu ý tập thể lãnh đạo ban tổ chức một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó chú trọng tham mưu quy hoạch lựa chọn đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực có tâm có tầm có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải tiến đổi mới lề lối làm việc phát huy vai trò của cán bộ làm công tác tổ chức đảm bảo công tâm khách quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao